đài phun nước giữa hồ. Chắc để cung cấp oxy cho cá hay sao? Có người câu cá ở dưới. Máy bán nước tự động sạch nước rồi còn mỗi nước lọc. Đến được đoạn phố này, vòng xuyến này có mấy tòa nhà đèn rất đẹp các bạn nhé. Đi dạo phố Hà Nội chỉ ngắm các tòa nhà thôi. Rất đẹp luôn. Các bạn nhìn các tòa nhà buổi tối người dân người ta ở kìa. Quá kinh khủng luôn. Độ hoành tráng. Các bạn nhìn một cái tòa nhà nó khổng lồ đến mức độ này. Còn các tòa nhà bên kia đường có một tòa nhà đó, trông đèn led trông rất hoành tráng. Buổi tối đi dạo hôm nay là toàn cảnh đẹp thôi. Nhìn cái nhà văn phòng của người ta, ước gì được làm ở trong cái tòa nhà này, đẹp quá mà, quá hùng vĩ. Nhà to đẹp quá. Đoạn đường rất là đẹp luôn. Bao nhiêu hàng quán cà phê này. Tối ra đây là nơi hốt là tiền. Dạch khu này là trên đường Lê Quang Đạo ấy. Tiếp theo mình đã đi đến cái đoạn đường Lê Đức Thọ đây. Đấy, Lê Đức Thọ. Đoạn đường này là mình theo mình thấy là bao nhiêu tòa nhà siêu đẹp luôn. Buổi tối đi dạo đây thì cảnh quá đẹp luôn. Cảnh rất là đẹp. Các tòa nhà thì buổi tối là răng đèn trông rất là thích mắt. Ở trên kia còn có mấy tòa nhà đẹp nữa cơ, lát nữa mình sẽ quay. Các bạn thấy ở kia có một cái tòa nhà nó đổi màu kìa, trông rất là đẹp.